Cười cái coi hả hả anh? Hả anh đúng không? Con. Hả anh? Ngủ rồi hả hả anh? Sao chị nói đi, gọi hoài. Tự nhiên nó lãnh cảm quá, nhìn nó bất biến giữa dòng đời vạn biến quá. Đừng làm chị sợ.
phát nửa năm. Vô trong công ty là hai tại vì ba miền đấy tầm bán nhau không à, ba tỉnh đấy tầm bán nhau không à, ừ đứng kỵ nhau luôn á, vô một cái bảo đuổi nhau bán nhau xung xung quanh công ty luôn mà. Sao kỳ vậy? Biết kỵ nhau ấm rồi đấy. Mà gần nhau đúng không? Ừ. Ba mình gần nhau. Gì kỳ vậy? Thanh nghệ tịch cái này. Hồi xưa là một tịch thế này. Mà không biết sao nó kỵ nhau như vậy rồi. Hai đứa bằng tuổi đúng không? Nhỏ hơn em tuổi đúng không? Bạn em bị phồng mặt á. Tóc
quá. Nói về không đánh giá 100 sao trên trang bây giờ. Điện tới nhà luôn kêu bắt đánh giá lại. Xóa được tớ. Nhưng mà mình có xóa cái nào đâu mà. Không có ai đánh giá là xấu đâu mà. Nhưng mà cái check in mà không có xóa được á chị. Xóa luôn cái trang. Làm lại từ đầu. Xong thôi cho Ngọc đi. Lao. Cho tổ chức rồi đúng không?